Nay là ngày 8 tháng 6 2020 giờ lúc 14 giờ chiều mình lên video. Bữa nay mình có gồm 3 cái bếp nha, 2 Guinea và Paloma. Một con Paloma này thì giá thì nó rẻ hơn hai con đó là điều thứ nhất. Á, nó cũng là đời, nó dòng bếp phổ thông nhưng mà được cái là Guinea nó cổ lớn nha, mang đẹp, nặng. Con này khoảng tầm mười mấy ký nha, thì con này nó nhẹ hơn. Con này nếu căng lên nó thì làm giấy gói luôn khoảng 10 ký, còn con đó là tới 15 ký nha. Hai con này 15 ký hết. Hai con nó đồng giá nhau, con này thì nó rẻ hơn nè. Mình sẽ thử bếp đi trước nha. À, dòng bếp Nhật á, nội địa thì nó sẽ đặc điểm là sử dụng pin. Pin để đánh lửa và cảm biến. Cảm biến chơi trường hợp như là nấu nhiệt độ cao hoặc là gió lùa tắt á, thì nó sẽ tự khóa ga nha. Và thứ hai là đánh lửa. Đặc biệt cái dòng nội địa này của bếp á, thì đều là có bếp nướng hết. Có hai loại là bếp nhắn, bếp chặn. Cái này bếp chặn nha, còn hai đó là bếp nhắn. Giờ đời phổ thông nhưng mà nó dòng đời phổ thông mà loại đẹp đó nha, loại nặng, loại tốt á. Con này là hoàn thành lên con 15 kg, con này khoảng 10 kg. Mình sẽ nói giá sao cho mình thử nha. Trước đó mình sẽ bếp ghi số 1 và 2.3 thì con này sẽ là số 1 ngay 2.3 nha. Mình đã thử lửa con này. Đây là Paloma 2.3 số 1 nha. Khẩu nhỏ hơn hai con trong nhưng đều bếp men hết, dòng phổ thông nhưng mà bếp men nha. Đời con này 2015, đời khá cao. Con hai con đó thì nó thấp hơn. Đời 12 và đời 11 nhưng mà dòng bếp này thì từ 10 đến 13 là dòng bếp tốt. Dòng bếp Guinea là dòng bếp rất là cứng. Lửa xanh rất đẹp. Đây dòng bếp nướng, đây nướng nha. Rồi số 2 Guinea, con này 2.3. Con Guinea đó 2.8. Số 2 2.8, số 3 cũng 2.8 nha. 2.8. Này, số 3 luôn. Rồi. Con số 2 Guinea màu trắng này á, nó có màu trắng kem, nó sẽ là 2.8, con số 3 cũng 2.8. Nó là Guinea. Con này thì 12, con đó 11 nha, nhưng mà ở trong được biết con trong á là men kim tuyến, con này là men trắng gương. Nó cũng là men hết nhưng mà mỗi cái men nó không, con này cũng chưa gọi là trắng gương đâu. Con men này là men sằng ấy. Gờ lên nó hay nhằn sằn rất bóng. Con số 3 là cũng 2.8 nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu cái từ số 4. Hôm nay mình có là ly nè, ly có tay và ly không tay và một số chén Nhật. Dĩa Nhật và đặc biệt nữa là bữa nay có ấm và một số nạp xuất pháp còn nha. Bắt đầu mình thấy cái từ số 4, mình sẽ lên cái dòng bên chấm sứ trước. Bắt đầu số 4 á, là mình sẽ có 10 cái chén nha. Chén này là dòng chén Nhật, chén Japan, nó sẽ có chữ Japan luôn. Một bộ vậy là 10 cái 300 ngàn nha. Cái này sẽ là 10 cái 300 ngàn, nó sẽ là 10 cái chén 300 ngàn nha. Japan luôn nha. Dòng chén này bữa hôm mình có bán một vài chục, bữa nay thì mình mới đem về thêm được khoảng 90 cái thì mình chỉ quay 20 cái thôi. Mình sẽ bỏ ngoài 70 cái, nếu mà ai cứ đặt thì mình sẽ lấy từ bên ngoài cũng vậy thôi nha. Tại vì chân thì nó cũng có nhiêu à, nó đều là Japan gì hết nha, đều là dòng chén Nhật hết. Rồi 10 chén là 300 ngàn 10 chén nha. 10 chén mình sẽ có hai số để có tiếp tự, đó là số 4 và số 5. Số 4, 10 cái. Chén này thì nó, cái khổ của nó thì mình đo. Cái khổ chén này là khoảng gần khoảng 10 phân rưỡi. Lọt lòng nó khoảng 5 phân nha. Cái chén này thì nó vậy đó. Nó hơi bự, nó hơi tròn. Tiếp theo là số 5, cũng 300 ngàn 10 chén nha. 10 chén. 300 ngàn luôn. Nó đều là khổ khoảng 10 phân rưỡi xuống 5 phân nha. Bên trong có hoa, ở ngoài có hoa nữa nha. Đều là chén Japan hết. Nó sẽ có hương hiệu đen Japan nha. Tiếp theo mình sẽ lấy ly không tay trước. Này ly giống ly bộ vậy ta, đều có giống nhau vậy, ba cái hả. Đây là ly này, ly
Đây là 10 cái 150 nè, 10 cái 150. 10 cái 150 số 6 nha, 10 cái ly này nè, là mình sẽ bỏ cho 10 cái 150. Mình sẽ lấy ngẫu nhiên nha. 10 cái 150. Cái này nhỏ xíu nè. 2 4 6 7 còn 3 cái nữa. 10 cái 150 nha. Coi cái này mẻ nè, bảy đây ngoài. 10 cái 150. Thú. 2 4 6 8 rồi, hai cái này đưa lên cũng mệt mỏi luôn nè. Đây. 10 cái nha, 10 cái như vậy nè, 10 cái 2 nè. 4 nè. Đi cho này cũng đẹp nha. Sập nè, có đóng luôn nha. Có cái đóng không đóng nhưng mà dòng ly nội địa Nhật hết nha, cái này thì có thể nè, 4 cái. 5 cái, 6 cái, chết mẹ 11 luôn rồi. Rồi, cái này hơi nhỏ nhiều cho 11 cái luôn nha. Nó sẽ là 11 cái nha, 150 luôn. Đó lấy cái gì chứ không phải rồi. Này nè, cái ly này đá nè. Này giống như đá vậy. Đá có đóng luôn này nha, có mọc luôn nha. Rồi 11 cái luôn nha, 150 số 6, lấy cái gì chứ không phải là 150. 11 cái. 11 cái nha, rồi 150 luôn, tại vì nó nhỏ nhiều. Tiếp theo, đây, 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái, 5 cái, 7 cái, 8 cái, đi kiếm thêm 2 cái đó coi, mình đi kiếm thêm 2 cái nha. Và 10 còn nha. Đây là 2 cái là đủ 10 cái nha, cái này khá to nha, cái mình lấy vô khá to. Này cái đít nó này sáng 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 nè. Đường kính là 8 phân, cao nó khoảng 11 phân nha, rồi khá to. Rồi 2 cái mà đổ cho khoảng 10 cái nè. 3 cái nè. 4 cái nè. Số là số 7 nha. Số 7 đi, số 7 chứ. Đây là 10 cái của số 7 nha. 10 cái số 7. 150. 10 cái số 7 nha. 3 cái. 4 cái này thì ngắn nè, nó vẫn có cái dấu đây nè. 4 cái. Ý, mới 9 cái hả? 4 hả? 9 hả? Thêm cái nữa mới được. Tính thằng Giang, thằng Giang được bỏ qua. Đây là 9 thêm cái nha. 9 cái. Cái này bự đó, cái này gì vừa. Bút ở dưới á. Cái thêm người đó. Có tay nhiều quá nha. Ở dưới á, ở dưới á. Đây là cái thứ 10 nha, cái thứ 10 của cái số 7 nha, cái thứ 10 của số 7. Rồi, tiếp theo là ly có tay nha, ly tay này sẽ mắc hơn. 10 cái 200 ngàn nha. Ly có tay này mình sẽ lựa chia cho phần ngẫu nhiên 10 cái 200 ngàn. Mình sẽ lấy có bự có nhỏ nha, 10 cái 200 ngàn nha. Cái ly thứ nhất. Một cái. Cái này thì nó giống nhau được 3 cái nè, phải được 4 cái, 5 cái vuông bộ rồi. Này kiếm được tao còn giống vậy hả? Đúng không? Ý cái này giống nhau nữa hả? Sao 3 cái không vậy trời? Ý được 4 cái hả? Mình được 4 cái đẹp nè trời. Lấy dĩa ra, lấy dĩa ra. Lấy dĩa 4 cái tôi. Vậy là 4 cái. Không, ở dưới bự quá. Kiếm cái thứ 5 không? Ý đây nè phải không? Rồi, trong bộ xếp. Mình sẽ lên bộ xếp nha, chứ không lên bộ xếp đi. Đây. Bộ xếp nha. Mình cho bộ xếp nha. 120, 5 cái dĩa là 120 rồi. Thêm 5 cái ly nữa. 120 với cái bộ xếp này là 250 nha, nó sẽ lên bộ xếp nha. Cái này là gốm xứ Nhật. Mình sẽ lên một bột chồng vậy nè, gồm 5 cái dĩa và 5 cái ly là 250 nha. 5 cái ly. Chắc hồi xinh quá. Ghê quá. Chồng dưới đây cực cao đó. Mình lên bộ set nha, bộ set này là nó sẽ là 5 ly 5 dĩa nha. 250. 250 nha. Số 8.
bộ set 2,3 triệu là em bớt rồi đó anh, em bớt anh thêm 100.000 đó cho anh vui đó nha. Rồi 2,2 triệu, ok ok. Đây là số 8 nha, 250 một bộ, một bộ ly đầy đủ nha. Kiếm nào giống giống nhau vô xếp đi, đẹp lắm, bộ xếp là đẹp lắm, nguyên bộ luôn thủy, đẹp luôn, đẹp vô tình lụm được bí kíp, thiếu cái bình thiếu cái bình thiếu cái bình vậy là hai lấy cái bình đem bán đang kiếm ly đấy con. Cái này mới đẹp này, cùng màu luôn nè, đó giờ kiếm bộ giống nhau lấy mấy cái ly cơ, mấy cái của mình thì dễ nhiều lắm mà nó không đủ ly, rồi đưa đây, đưa ba cái dĩa đây, đưa ba cái dĩa đi, ba dĩa trắng đó. Ừ, ba dĩa trắng rồi, một dĩa, hai dĩa, ba dĩa nha, giống hệt nhau à, thì nãy giờ được ba bộ xét này, có ba ba cái thôi nha, kiếm này giống giống đi rồi, đủ bốn luôn. Đây, đây, đưa thêm nhiễm thôi, kiếm kiếm được từ cái, tại vì cái người bán cho mình thì để thùng thùng vậy mình cũng lấy ngẫu nghe thôi. Rồi vô mánh luôn. Đây, được bộ xếp 4 cái nha. Bộ xếp này 4 cái, thiếu 1 cái. Rồi bộ xếp này đẹp nè. Bộ xếp này 4 cái nha. Kiếm còn cái thứ 5 không? Kiếm thứ 5 đi. Thứ 5 nó có giá chứ. Bộ xếp này là 4, 4 dĩa, 4 ly nha. 200.000. 200.000. 4 4 ly. 4 dĩa. 200k nha. Rồi à. 200.000 nha. Đó, được bộ set nữa nè, đó, cưng lắm, thịt nha luôn. Ở đâu ngẫu nhiên vậy? Đi chết luôn rồi. Ngồi giữ cái bộ kia lại đi. Giữ bộ số phanh bộ số 8 lại đi, để ngoài đi, cho ông kia đó. Để đi chứ thấy đâu mà. Hứa người ta rồi, mình hứa người ta rồi. Giờ ly không giống nhau. Ý, giống nhau nè. Giống nhau không? Ý, giống nhau nè. Ủa cưng quá. Cưng quá là cưng cưng quá. Ý, được rồi, đang được 4 rồi, đang lấy cho tôi 4 ly cho ta bảy. Có 4 cái dĩa, 4 cái dĩa. Cái này không? Không, dĩa trắng luôn. Ai da, được con cái nữa rồi. Uống cái bé bé xinh xinh nha. Mấy này lấy cái ly làm chuẩn đi nha, chứ không phải cái ly mình bán nha, cái ly mình bán. Không có, nó 5 cái rồi, bị chết quết rồi. Rồi, số phận nó 4 cái luôn. Đây là bộ xét luôn nha. Cưng lắm. Nó khác nhau nha, mỗi cái hình khác nha. Ý hình toàn hình bé không à nha. Cưng quá vậy, cái ly trên dưới để vậy là mẫu thôi bà. Nó sẽ là 4 cái 200.000 nha. Rồi bộ, rồi mấy cái dĩa đây đừng bán đi, để dĩa để dành lại hết đi, đánh cho sếp. Trời ơi cưng quá. 1, 2, 3, 4, 200.000 nha. 200.000 cho bao gồm với sếp nha. Nè đó, nhờ bán vậy mới vô sếp mới cưng cái. Rồi kiếm tiếp đây, chết là ly bự thôi mà, ly nhỏ nhỏ vô xếp được. Rồi bây giờ ly bự nha, 10 cái 200.000 nha. Giờ 10 cái 200.000 lấy ngẫu nhiên nha. Lùng có, bé có, nhỏ có, ý cái ly đâu ra vậy? Thì cái này phải có bộ nè, cái lọc mẫu ly này có bộ nè. Mình ly nhiều lắm bán hồi chắc lẻ tẻ ra quá. Đây là mỗi cái ly nó sẽ khác nhau nha. Nè có chữ có mộc nè. Này hàng xuất Nhật. 6 cái. Ừ, 7 cái, 8 cái, lựa cho có người này có người kia, 8 cái, 9 cái, kiếm cái bự bự cho người ta coi, rồi cho cái này luôn, thì cái này có bự chưa chưa, nó sẽ là 10 cái nha, 10 cái 200.000, 10 cái ly đây, 10 cái ly nha, 1 cái ly, 2 cái ly, 3 cái ly. Rồi không mẻ không gì nha, không mẻ không sần nha. Đây có cái ly này cưng lắm nè, cái ly này để răm tâm sẽ răng được nè. Đây cái này mà vô xét đẹp lắm, nhưng giờ nó không có vô xét được tại vì nó giống nhau. 10 cái ly nha,
Đây là 10 cái ly. Mình là ly quay rất nhiều, mình sẽ lấy ngẫu nhiên vô. 10 cái ly này là 10 cái ly số 11. 200 ngàn nha. 10 ly. Ly chứ hai ly. Bao nhiêu nhẹ vô, để tay hết. Cái này thì hơi cưng chút, hơi nhẹ nhàng một chút nha. Rồi tiếp theo mình lựa tiếp 10 cái ly nha. Cái ly thứ nhất. Rồi cái ly này số 11 là 10 cái nha. Đây số 11. Cái ly thứ hai. Cái ly thứ ba. Cái ly này ly gợi mà. Ly thứ tư. Cái ly thứ năm. Chết luôn rồi, nặng đó. Ly thứ năm. Rồi cái ly thứ năm, thứ hai rồi. Cái ly thứ sáu. Ê, trời. Ly thứ sáu. Đây mấy ly nhỏ rồi. Ly thứ bảy. Cái ly thứ tám. Cái ly này dơ sao nha, chứ lắm đẹp. Ly thứ tám, ly thứ chín. Ê, kiếm cái gì? Cái giấy bà Thủy ơi, kiếm giấy tôi, cái gì? Mình nổi lên cái tờ giấy này cho nó dễ nha. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi cái thứ 10 đâu? Cái thứ 10 đâu rồi? Cái thứ 10 này đi tới bé xinh xinh. Rồi 10. 10 cái ly nha. Cũng có cái ly bự đúng không ta? Mình lựa cái ly này nhỏ nhỏ, mình chuyển sang ly bự cho. Ly này mình kiếm ly bự bỏ vô coi. Cái hai cái ly này giống nhau nè. Nó sẽ là 10 cái nha, đúng 2 kg luôn. 10 cái nha. 10 cái ly 200 ngàn. Rồi 10 cái 200 ngàn nha. 10 cái ly. Rồi giờ cho bãi nguyên chồng luôn nè. Từ từ hả. Rồi số 12. 10 cái 200 ngàn tới số 13. 200 ngàn 10 cái luôn nha, số 13. Đây số 13, mình lựa số 13 nha. 1 cái nè, 2 cái nè, 3 cái nè, 4 cái nè, 5 cái nè, 6 cái nè, 7 cái nè. Cái này của Pháp nè nha, cái này là của Âu nha. 7 cái nè. Cái này má ơi nó dày. Này dày 8 cái nè. 8 cái nè. Không ạ, tự đo đây, mình đã gọi 8 cái 10 cái nha. Đây là cái 2 cái thứ 10. Rồi. Cái con này thì nó không đủ 2 kg. Rồi. Rồi mình để cái này ly mình vô chủ 2 kg luôn mình về chứ. Rồi, công cần nha, công bằng nha, 10 cái ly 12 kg luôn nha. Rồi số 13. Đúng 2 kg luôn á. Số 13 nha. Ở ngoài mình còn mấy sọt luôn á. Mình cho 2 kg đó nha, 2 kg nha, 2 kg nha. 2 kg 10 ly nha. Nói mà bự quá không tới 10 ly nha. Giờ quyết định 2 kg 10 ly đó. Rồi. 200 ngàn. Cái nó bự quá không tới 10 ly đâu. 2 nè. 3 nè. Ô ly đẹp lắm đây. 4 nè, chắc là hôm nay không tới 10 cái không. 6 nè. Ôi trời má này. 7 nè, chết rồi, kiếm 2 cái nhỏ được, 2 cái lớn đẩy vô là bị nặng lắm. 7. 7 hả? 2. 2 4 6 7 và 7 là 3 cái này nha, 3 cái này cũng đẹp lắm. Rồi, chắc là hơn 2 kg rồi. Rồi mà đi luôn. Rồi lo 2 kg luôn nè. 2 kg 1. Rồi nó sẽ là 10 cái luôn nha. 2 kg 1. Con này nặng hơn. Rồi số 14. Rồi bây giờ mình sẽ qua mấy cái dĩa nó giữ lại hết đi. Mấy cái dĩa trắng đó đó. Với mấy dĩa là rẻ giữ hết đi. Bây giờ mình đi xếp. Mình giữ dĩa đây, mình mốt mình vô xếp nha. Tại vì mình còn rất là nhiều ly. Vô tình mà mình lựa được một bộ nó thì mình bán xếp hết rồi hả? Hết ly rồi hả?
Bốn cái thôi. Giữ dĩa lại. Dĩa này luôn. Dĩa này luôn. Dĩa này luôn. Dĩa này luôn. Rồi. Nấu mình cho xếp nha. Rồi. Một chồng này 4 cái. Bắt cho đi cái gì nữa. Đây là chữ nhật nha. Một cái nó đẹp nhát đẹp. Giống chữ nhật là vậy đó nha. Nó sẽ không giống nhau đầu thường. Đây, 4 cái này. 4 cái này là 150 nha. 4 cái này là 150 số 15. 150 nha, số 15. 4 cái. Đây là 4 cái 150 nha. 4 cái 150 nha. Đường kính con này thì cái con này ngăn nhất là 10 phân rưỡi nha. Còn làm con này thì cũng khoảng 4-5 phân. Rồi, 4 cái 150 nha. 4 cái thố, 4 cái chén thố, gọi là chén thố nha, 4 cái chén thố. 150 số 15. Rồi, tiếp theo. 3 cái thố nè. 3 cái thố này là đều có mọc hết nha. Nè, con này có mọc hết nha. Con này dòng của Âu nữa gì nè. Con này to nha. Con thố này cho nó sẽ là số 15. Chiều cao nó là 67 phân nha, nó khoảng là 13 phân nha, 3 cái. 3 cái là 200 nha. Số 16 3 cái. 3 cái thố nha, đây là 3 cái thố nha. 3 cái thố luôn nha. 3 thố này đẹp lắm. Hai cái có mọc. Tiếp theo. Cầm tô. Một cái tô nè. Tô mì nè. Một cái tô kẹt nè. Và mấy cái dĩa ha, dĩa sao lòng. Còn dĩa sao lòng hết nha, 5 cái. 5 cái này là 200 ngàn nha, 5 cái 200 ngàn. 5 cái nha, 5 cái gì nè, có một cái tô và một cái tô nhà chẹt, một cái tô sâu và 3 cái dĩa sao lòng nha, nó sẽ là 5 món gì là 200 ngàn nha. Nè bái. Đây là trồng dĩa thập cẩm là tại vì nó không giống nhau, tức là hai dĩa nó giống nhau mà rất đẹp màu hồng nha. Còn mấy dĩa này nó dành cho bộ xếp được nè bái, cả giữ lên đi, được xếp. Rồi, đấy gọi là ly hồng hồng nó đẩy vô một cặp cũng được. Nó sẽ là 3 cái dĩa nha, đường kính nó khoảng 15-16 phân. 16 phân, 16 phân, con hai con dưới là 19 phân nha, nó sẽ là 5-6 cái dĩa nha. Ba sáu cái dĩa là 150 nha. 6 cái này là 150 nha. Cặp dưới là dùng như đá gớm gì đó. Nổi hoa văn nổi nè. Là 150. 6 cái dòng dĩa này 150. Cái đó vô xếp không ta? Em ngoài bỏ ngoài đi, để đi xếp. Lấy ly bự mà nãy vô. Lấy ly bự để vô. Đây. Nó sẽ có một chồng lộn xộn này, chồng này nếu mai sưu tầm đồ lẻ thì nó rất đẹp nha, nó có mọc hết nha. Đây là mọc nè, đây là hai cái tô được cũng mọc con da banh nè, là một cái tô này nè, họ tiết qua văn, hai cái này là hai cái hoa văn nổi này nha. 2, 3, 4, 5, 7 cái nha. 250 cái nha. 250 cái, 7 cái lộn xộn, 7 cái lộn xộn 250 nha. Ai mà sưu tầm lẻ là lấy cái này về sử dụng nè, đẹp sang nha. Tiếp theo là tô, 3 cái tô khổng lồ. Một cái tô này thì khá to. Da ban nha. 22 phân, đường kính 22 phân, 8 phân nha. Hai cái tô này giống nhau nè. Hai cái tô giống nhau, đường kính là khoảng 23 phân. Chẹt chẹt phân 8 phân nha. Ba cái tô. Ba cái tô này là ba tô này 300 luôn. Số 20. 300 nha, số 20. 300, ba cái tô khổng lồ nha, 300. Còn ba tô khổng lồ tiếp theo nè, ba tô này nặng rồi nha. Ba cái tô này không là bằng 3 kg. Ba cái tô này là ba cái tô khổng lồ. 25. Cao 6 phân nha, ba cái tô này là ba tô để chừng có mọc luôn rồi nha. Có mọc luôn, có mọc thẳng luôn. Có
một sâu luôn. Nó sẽ là 350 ba cái nha. 350 ba cái số 21 nha. À, tiếp tục số 22 nha, hai cái tô. 21 ba cái tô. Đây là cặp tô ngang cặp tô đại nha. Cặp tô đại này rất đẹp. Cặp tô đại này 23 phân. Ta nó khoảng 67 phân nha, dòng tô Nhật nha. Không có đóng nhưng mà là tô Nhật, cái con này thì có chữ Japan nè. Cái con này là hàng gì chê gì? Jinda China gì, hàng này là hàng này hàng cũng Nhật nhưng mà hàng sản xuất tại Trung Quốc nha, nhưng mà cái tô này rất đẹp nha. Tô này bao ăn luôn. Số 22. 22 là 200.000 nha. Hai cái tô nha, hai cái tô đường kính của nó là khoảng 23 phân. Cao của nó là khoảng 7 phân nha, hai cái tô đường kính giống nhau chỉ khác nhau hạ tiết thôi nha. Đây là này là kiểu nha. Còn hai cái tô xoài đây. Hai cái tô này cũng vậy luôn. Giống xíu này nó không có hòa tiết nhưng màu nó một kem kem. Đường kính là 25. 25 10 18 19 phân nha. Con này thì 200.000 luôn. Hai cái tô hộp xoài luôn. Tiếp theo cặp đĩa nè. Cặp đĩa này là bữa giờ sao nó bị lưu lạc ở đây. Cặp đĩa đóng nè. Cặp đĩa này là 150 nha. Số 24. 24 150 nha. Đường kính nó. Đường kính cặp đĩa này nó sẽ 24 phân nha. 150 nè. Cặp đĩa này to nè. Cặp đĩa này đựng trái cây là bao đựng luôn nè. Hai cái đĩa này to nha. Hai đĩa này một cái thì đá, một cái thì bằng kiểu. Kiểu thì cái mỏng hay đá thì vậy nó sẽ là 27 phân hết nha. Còn 25 250. 25 250 nha. 25 250 cặp này 27 phân nha, khá to. Bán cầm dĩa luôn đi. Bán cầm nó rẻ nha, nếu mà bán cầm dĩa lên thì nó rẻ. 2 3 3 cái dĩa này, hai cái dĩa này, bảy này. Là 8 cái nha. 8 cái này coi. Cầm 200. Rồi 300.000 8 cái luôn nha. 26. 300.000 8 cái nha. 8 cái dĩa kích cỡ khác nhau, họa tiết khác nhau. Đây là 3 cái dĩa, 1 cái dĩa, 2 cái dĩa, 3 cái dĩa. Rồi đây luôn đây. Đây 3 cái dĩa nữa đây. Về xài luôn. 8 cái 300.000. Rồi tiếp theo áp suất trước đi bấy. Áp suất đi. Rồi áp suất ai già. Con này là 6 lít nha. Con này là 6 lít áp suất pháp. Số 27 3 triệu nha. 3 triệu. Con này là 3 triệu số 27 nha. Con này là pháp. Con này đường kính của nó thì mình đo nhưng mà cân nặng nó là 3 kg nha. Con này xanh dính dơ. Con này là chày dính dơ. Đây là gom động còn rất ok nha. Mình đã thử gom rồi. Trời mẹ nó nặng. Cái nắp nó nặng quá trong đẹp. Ý sao không có cái lồng. Con nào có lồng nữa ta. Rồi con này bị rớt tiền này nữa rồi. Mà đánh hả? Rồi cái lòng của tôi đâu? Con cái lòng đâu mất tiêu rồi. Không có lòng á. Mình sẽ bán con này mắc cái lòng, mình bán 2.8 nha. 2.8. 2.8 nha, số 27 2.8 6 lít nha. Do thiếu cái lòng thì mình bán 3 triệu vẫn được, nhưng mà mình giảm tiền cái lòng đó luôn. Không có lòng nha. Đấy. Đây là phân là phân rồi dính mực rồi. Cầm quẹt dính mực luôn à. Dính mực nha, cái này dính mực. Con này thì nó chắc chở. Số 27 nha. Rồi 2.8 nha, 6 lít nha. Con này 6 lít số 27 nha. Tiếp theo con này mới lít đây. Con này cũng 6 lít nữa nè. Con này có lòng nha. Con này có lòng nè. Ủa ta đúng ghê chứ. Phân của Pháp mà của ta nữa, không hiểu. Cái này của Pháp nha, mà có để UA nữa. Con này thì có lòng nè, con này thì 3 triệu nha. Này bên trong đẹp. Con này thì 3 triệu 28 nha. Rồi, 3 triệu 3 triệu 28 3 triệu nha. 28 3 triệu 6 lít nha. Một Pháp luôn. 28 3 triệu. Đây là cân nặng này nữa chưa. Lên
con này bao nhiêu ký? Con này thì khá là to nha, con này 3,2 kg nha, con này 200 g, con 28 này là 3,2 kg, 3 triệu nha. Có lồng kính à, chắc nó mắc nó nặng hơn cái lồng hấp như vậy. Cái con này thì hai con này là 4,5 lít như vậy á, 4,5 lít nha. Con này 4,5 lít, cân nặng nó là gần 2,9 kg nha, con này gần 2,9 kg. Con bụng bọng ok, không có lồng hấp nha, khá nặng nha, nó cũng 2,9 kg là 4,5 lít nha. Con này 4,5 lít, 2,2 kg, 2,3 kg, 2,3 kg nha, 2,3 kg. Con này 2,3 kg, 6,29 kg nha, 4,5 lít nha. Này 4,5 lít, 2,3 kg. Rồi tiếp theo lấy thêm con trong đó nè, con này 4,5 lít hay là 4 lít đây, con nó mấy lít ra dở lít đây, chắc con này 4,5 lít luôn quá. Con này lít còn dơ nữa trời, con này 4,5 lít nè, chưa có rửa sạch quá dở man. Con này là số 2, bậc số 30, số 30 nha, con này 4,5 lít luôn nha. Nó sẽ có con này 4,5 lít nè, 4,5 lít luôn nha. Cân nặng con này cũng khiếp, ta cũng gần 2,9 kg nha, 2,8 kg giác nha, nên bọng còn ok. Đây là số 30, cũng 2,3 kg luôn, 2,3 kg nha, 4,5 lít. Đen in phân lai Pháp luôn nha, giờ cái đít nó dơ ta chùi rửa ra, do mình có chùi nữa nè. Con này là 30, 2,3 kg nha, để dưới đít nó rửa ra hết trơn, nóc nó rất là dễ rửa. Tất cả đều dùng điện từ hết nha, tại vì nó dòng hai đáy, Pháp dòng hai đáy hết nha. Đi nóc Pháp dòng hai đáy, con này cũng gần 2,9 kg. Rồi, số 30, 2,3 kg. Giờ cho thấy nó đâu nữa. Cái con này 31 nha, 31 là con này mới lít đây. Con này cũng 4,5 lít luôn nha, con này 4,5 lít. Đây là nắp của nó đây, gân mộng là còn ok nha. Con này 2,3 kg luôn, 4,5 lít luôn, 4,5 lít luôn nha, 2,3 kg, 2,3 kg luôn nha. Rồi số 31. Rồi tới mấy cái ấm nè, cho tôi mấy tờ giấy trắng rồi, cho tôi mấy tờ giấy trắng rồi. Nè, sao lên nè, 31, 31, ngồi chút xíu mấy tờ. Đây là cái ấm nè. Dạ, cấm này nó cứng ghê. Cấm này là có chữ nhật đây nè nha, có chữ nhật ở đây. Cấm này khoảng tầm 3 lít hơn nha, tầm 3 lít. Con này thì 400 ống kia nha. Đây là ống kia khá to nha, con này khá to nha. Con này tầm 3 lít hơn. Con này khoảng 3 lít rồi. Con này to lắm nha, trong dòng ống con này to nhất, con này 400 ngàn nha. Con này khá to nha, cân nặng là gần 1 kg luôn nha, khá là dày nha, không phải chuyện to, nó còn có độ dày nhất định nha. Nó sẽ là nó gần một, nó gần 900 g, nó là sẽ 32 400 ngàn. Ấm to nha, ấm này to lắm nha, mình tin như có mấy con. Nhà nằm giả tuổi trời trời, chân gần tôi cũng ba chân rất hoài luôn. Ổng kìa, ổng ở đâu rồi thấy chưa? Trong nhà, trong mẹ ơi. Rồi, nhảy nhụ hoài luôn. Cái con 33, con này thì con này cũng y chang này nha, có chữ nhật ở đây luôn nha, chữ nhật ở đây luôn. Con này cũng là con to, cũng khoảng 800 g, con này cũng 400 luôn. Con này to ngắm kêu nha, rất đẹp. Chết nãy mình mở nó trong bên trên bên, bên trong nè, rửa nó quá trình người rửa. Rồi. Hàng của Nhật nè đẹp, 33, tại mình qua bán hàng đẹp. Này có người ấp, ta không phải dài không? Cái gì? Không phải dài, có người ấp có
Kìa, bên kia kìa, bà Hà Bái, bà đưa cho bà cái nồi sức vừa vừa cho bà coi. Con này là con số 34 Huy Trang nha, cũng là nè, này có chữ nè. Kìa kìa, có kìa, bên kia kìa. Rồi, nhảy ngủ của tôi. Con này cũng là con bự đó nha, con 34. Con này cũng bự ra tầm 3 lít nha. Ấm kêu nha. Ấm kêu luôn. 400 ngàn luôn. Đây, cái con này có chữ nhật luôn nha, vẫn có chữ nhật ở đây. Nè. Đưa con bự nữa. Rồi con này thì nó cũng là con bự có chữ nhật luôn, nhưng mà cái nắp nó hơi bị nó không hết nè, nó không được cái nè. Nhưng mà vẫn là cái nắp của nó nha, nhưng mà do nó không có sát. Nó sẽ là ấm kêu luôn nha. Nó cũng ấm bự nha, như ba cắm nãy nha, nhưng mà do cái nắp của nó. Cái nắp của nó nè, cái nắp nó khi nó múc đổ nước ra thì phải vịnh lại, không phải là đổ gớt cái nắp nha. Nên nó có 350 nha, vì lý do gì nó có 350 nha. 350 số 35. Có một chữ về nữa. 350 nha, số 35. Cái này nó do nó bớt 50 ngàn mà do cái nắp mình nó thì nè mình bán giảm thôi. Chứ nó cũng không có gì thay đổi hết trơn, nó sử dụng thì ví dụ như lỡ gớt nước á thì lấy tay vịnh lại vậy thôi. Mà cái kia thì khỏi vịnh, cái này thì hơi mất công vịnh chút. Có cái còi hú nữa hả? Có còi hú nữa. Rồi. Tiếp theo. Con này thì trời, mùa đen nữa ha. Con này cũng còi hú nè. Rồi cái nắp bị trang luôn. Hai cái nắp này dính. Thế nào? Cái này có mấy trăm. Cái này có mấy trăm mà nè. 500 đó bà lấy đi. Con này thì 600 gram, con này là 300 ngàn nha. Ý số 3 mấy rồi? 36 hả? Bữa nay là ngày 8 tháng 6 2020, giờ lúc 14 chiều mình lên đi gieo ngay ngày 8 tháng 6, ngày số 36. Con này 300 ngàn. Con này khoảng 2 lít rưỡi nha. Con này khoảng 2 lít rưỡi. Ý con này không có chữ nhật nha. 35. Con này không có chữ nhật nha, nhưng mà hàng nội địa nha. Tại vì cái loại này nó không đóng nè. Thường thường là có chữ nhật. Con này là 300 ngàn ấm kim nha, số 36. Mắc quá này. Con bác rồi bán vốn với bà cho mua 55, 350 nè. Cái con này 55. Thì dạ. Con này đẹp nè. Con này có chữ nhật nè. Con này sao không có gì. Bên trong đều đẹp hết nha. Con này 300 luôn, số 37. Có 300, con này cũng 2 lít rưỡi nha. Con nó nhỏ nữa nha. Nó tầm 2 lít 2, nó 2 lít rưỡi. Số 37, 300 ngàn nha. Con nó cũng đẹp lắm, ấm kêu nha. Nè. Con tiếp theo 300 nè. Lâu bà lấy thôi. Không, con này nhà, con này thì cũng vậy, nó hơi cắn một xíu. Chữ nhật nè. Con này là 300 luôn nha. Số 38. 300. 37, 38, 300 luôn nha. Chắc ba bán con này 250 quá. Con này 250 đi. 38, 250 đi. Tại vì con này nó không gì hết trơn. Mình thấy nó hơi cắn một xíu này nè. Ít thôi nhưng mà cại. 250 nha. Con này nhỏ nè. Con này tầm 2 lít 2, 2 lít rưỡi nha. Có chữ nhật nha. Mới chát luôn. Đây. Mới chát luôn. 250 luôn nha. Số 39 là 40 hay gì? 39. 250 luôn. Tại nó nhỏ xíu rồi. Nó cũng 2 lít 2, nó 2 lít rưỡi nha. Rồi. Con này chừa cho bà chị Lan đi. Ý bà Lan Nguyễn này. Lên cái đống đó, đẩy trùng với bên đó đó. Con này cũng 250 nè. Con này thì cô không thấy đóng chữ nè, nhưng mà rất mới. Con này là số 40. 250. Ấm kêu nha. Con này khoảng tầm 2 lít 2, 2 lít rưỡi. Ý cắm này dễ thương nè. Ấm này dễ thương hơn gì. Ấm này là dày nha, đừng thấy nhỏ chứ nó có vỏ lắm nha. Con này nhỏ nhưng mà nó rất là có vỏ. Tất cả đều dùng từ hết nha. Dòng ấm này đều dùng từ hết nha. Mình nhắc lại là tất cả đều dùng từ hết. Con này thì dễ xíu rồi, con này tổng tầm 2 lít 2 lít 2. Chưa. Con này là 41. 250 luôn. Con này dày lắm nha, nó nhỏ mà nó dày lắm nha, nó dễ thương lắm. Con này nhỏ mà dày lắm nè. Rồi tới cuối cùng là con 42. Con 42 này cũng dễ thương nè. Có chữ này luôn. Không phải chữ nhật.
con này không thấy đóng chủ nhật, trăm nó mới chát luôn, con này mới chát luôn ha, con này 250 luôn, số 42. Rồi cuối cùng là con 42, rồi 250 luôn nha, hẹn anh chị và các bạn vào lúc 14 giờ chiều mỗi ngày trên kênh Tân Nguyên của mình nha, bye bye.